COVID-19 tấn công chợ, số ca dương tính SARS-CoV-2 ở Phú Yên tăng kỷ lục. Ngày 28 tháng 6, Phú Yên ghi nhận thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2. Đây là số ca cao nhất được phát hiện khi tỉnh này bùng phát dịch đến nay. Trước đó, Phú Yên có 38 người mắc COVID-19 đang được điều trị. Sáng nay, ngày 28 tháng 6, Sở Y tế Phú Yên có báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này. Theo báo cáo trên, từ 17 giờ ngày 27 tháng 6 đến 8 giờ ngày 28 tháng 6, tỉnh Phú Yên phát hiện thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Tuy Hòa có 11 ca, huyện Sơn Hòa có 8 ca và thị xã Đông Hòa có 1 ca. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh có 58 ca nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, thành phố Tuy Hòa có 36 ca, huyện Sơn Hòa 19 ca, thị xã Đông Hòa 3 ca, báo cáo của Sở Y tế Phú Yên nêu. Đáng chú ý, theo báo cáo này, trong 18 ca mắc COVID-19 được phát hiện ngày hôm qua, ngày 27 tháng 6, có nhiều ca bệnh được phát hiện ở chợ Màng Màng, thành phố Tuy Hòa. Phú Yên là những người bán cá, bán thịt, bán gà, bán hoa quả, bán thuốc tây. Ở chợ, với lịch tiếp xúc, mua bán lên tới hàng chục đến hàng trăm người mỗi ngày. Còn trong 20 ca SARS-CoV-2 mới ghi nhận sáng nay ngày 28 tháng 6, có nhiều trường hợp chưa xác định được nguồn lây, chờ điều tra dịch tễ. Để nâng cao công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều ngày 27 tháng 6, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, đã ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương để xử lý những tình huống cấp bách liên quan đến đại dịch này. Ngoài ra, Phú Yên tiếp tục thực hiện điều tra dịch tễ trên diện rộng, truy vết, xét nghiệm F1, F2, F3 và phun tiêu độc khử trùng ở nhiều nơi công cộng để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, diễn biến phức tạp.